Rồi, em xin chào nhà nha. Hôm nay thứ bảy cuối tuần nha. Em lên xe vui cho nhà chọn ha. Thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha. Còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản bên em bao ship ha. Thì hàng hôm nay em sale rồi nha, em sẽ không có sale nữa ha. Cả nhà mình thấy mà giá hợp thì mình chốt nha. Đó, cân nhắc trước khi chốt giúp em ha. Em báo gì để anh em mình đỡ mất thời gian thôi vậy. Rồi đầu tiên nha, một con Daiso đi. Daiso là con thương hiệu của Ý á nha. Con này chạy máy Thụy Sĩ luôn. Được cái là hai là gốc 3 giờ nha. Dán nói kiểu dán vuông vuông tivi á, bản thép thép đúc toàn thân nha, thép inox, thép không rỉ, dây khóa zin nữa nè, khóa zin dập hiệu để sầu. Con này thì cái mặt của nó là mặt đen bao công nha, ở trong nó có muối tiêu ha, không ảnh hưởng gì đâu nha, kiểu nó như lên dầu vậy đó nè, có muối tiêu nè, không ảnh hưởng gì ha, mặt kẻ tia luôn á. Kính zin không sức mẻ, nhìn nghiêng có lông mèo nha, có lông mèo không đáng kể đâu. Con này độ mới tầm 80%, máy thủy ha. Mặt sau dẫn lên anh thổ dân thôi, bắt bốn ốc uy tín, dây khóa bản thép hết rồi. Con này dây tay này, chung anh em tay 15 16 đeo mấy mẫu này được hết nha, tự nó không có kén tay đâu. Anh em tay nhỏ thích đeo to chốt này, dây thì 18 18 năm luôn. Dán tivi mà càng nó ôm xuống ha. Rồi, con này thì thương hiệu Ý máy thủy. Xe ngang của nó là 40 nha. Càng đây nè. 47.4 mỏng, 9 ly 4. Rồi con này thì mặt nó muối tiêu nên em sẽ sell mạnh xíu ha. Rồi con này bữa bán 780, bán 650 thôi. Rồi 650k vẫn là mã T69 nha. 650 mã T69 ha. Hay kết chụp hình trên Zalo cho em. Nói chung anh em nào mà không có quan trọng cái này nè, đeo coi giờ bình thường lịch này ok hết á. Nó thì chốt con này, giá sẽ hời ha. Sell qua 24 giờ bước qua ngày mới nè. Lịch 24 trước ha, test lịch nha. Đó, bước qua ngày 27 trước đó. Chung ok nha, mấy hàng mấy mẫu này test ok mới bán được. Có nhiều anh em hỏi chạy ok hết ha, kéo mắc giữa ha, chỉnh lịch nhanh nè. Đó, nhanh là ok, lịch thứ nè. Rồi, y vậy nha. Ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em ha, 650 T69. Giá thì quá hời nha. Rồi, một con Daiso đi. Thì con này bữa cũng có lên rồi nha, nhưng mà em không để ý cái này nha. Nè, ở bên cái kính bên đây nè, nó kiểu nó bị mẻ sao á, nhưng mà bên Nhật Toshiba lại rồi, Toshiba nè, nhìn không ra luôn nè. Nếu mà không mình không chỉ này nhìn không ra luôn nha, nhưng mà ngồi buồn buồn thấy thấy dẫn báo ha, giờ dẫn báo nhưng con này bán rẻ lại cho bán giá cho anh em sưu tầm luôn, mày mới lắm, độ mới cao, kính cũng còn đẹp nữa. Kính đẹp có lông mèo thôi, dây bản thép hết nè, bên hông ở đây đây sồ ha, chạy 6 kim nha, 6 kim một lịch gấp 3 giờ. Đây là đồng hồ thể thao nè, thể thao 24 giờ chỉ ngày đêm nè, bấm thể thao chạy nè, bấm thể thao chạy nè, 3 kim này 3 kim lớn, 3 kim đồng hồ chính rồi, nhìn có dạ quang đây, có dạ quang đúng rồi, có dạ quang mặt trắng ha. Thì cái mẫu này thì bữa nó còn nó không có lỗi gì là 1.280.000 nha, nên con này nó phát hiện nè, có nói chung đeo bình thường, nhà nhìn kỹ lắm mới thấy nè, không ảnh hưởng gì đó. À, bấm ngưng thể thao cái reset nè. Nên em sưu tầm bán giá rẻ luôn, dây thì dài rồi, con này dây chấm 19 19 đeo thoải mái luôn nha, 19 19 năm được, 19 đi, 19 đeo thoải mái ha, lên tay quẩy nè. Mọi thứ đều ok, là chỉ có lỗi bên kính cái này chút xíu ha, mà có xử lý rồi vẫn đẹp bình thường nha. Rồi con này em bữa bán 1.280.000 ha, em sell cho nhà con này giá là 800 nha, 800k đi, 780k đi, 780k mã T76 ha. Thì tiền nào của nấy nha, nó lỗi thì bán lỗi thôi, 780 mã T76 vẫn là mã cũ luôn, còn quá chắc. Nó anh em nào mà không có quan trọng này nè, mua một con 6 kim, con này mới 6-7 triệu gì đó, độ mới cao nữa, bán như bán lỗ vốn của nó luôn, tự phát hiện nó phải bán xả lỗ nha. Rồi một con Tommy nha, Tommy thương hiệu Mỹ, con này mặt xanh mực ha, kính nè, kính zin không sức mẻ, vẫn có vết lông mèo nha, nhìn nghiêng có lông mèo nè, nhìn thẳng thì cũng bình thường nha. Con này cọc số có dạ quang, lịch gốc 6 giờ kêu lịch lọc ha, này dành cho anh em tay chung tay nào cũng được nha, tay 17 đổ lên đi nè, dây khóa bản đờ mì full zin, con này dây thoải mái luôn, dây này chắc 21 được,
lên tay Tommy ha, thương hiệu Mỹ. Con này máy Nhật thôi. Bản thép mà. Máy này thì chuẩn thép 100% gì, 100% thép, thép không rỉ. Cái này ký hiệu của Tommy, dây khóa bản Tommy. Con này xe ngang của nó ha. 3 43.8 nha. Càng luôn là 48.4 mỏng nè. Đó, 11 ly. Đó. Con này Tommy mặt xanh thôi nha. Anh em thích mặt xanh chốt này. Này bữa bán 750 sale cho nhà giá là rồi, con này em bán cái nhà giá là 650k luôn. 650k mã T40 nha. Ai kết chụp hình trên Zalo cho em. Hình như con Daiso này nãy em chưa có đo sai chỗ nhà phải không? Ừ, xe ngang nó nha. 49 ha. Đứng luôn là 55. Mỏng thì 12 ly 4. Rồi, ai kết chụp hình trên Zalo cho em. Rồi một con Nissan luôn nha. Con này lịch lọc nè, lịch lọc gốc 6 giờ nè. Thương hiệu của Mỹ luôn, máy Nhật. Bản thép ha. Kiểu dáng vuông luôn, mặt tròn đó. Đấm dập hiệu mặt sau đây. Cái này thì thông số đủ nha, bản thép, thép đúc không rỉ. Này đầm tay lắm. Nên em thích kiểu đeo đầm tay chốt với này. Dây khóa nè. Độ mới ok luôn, dây khóa zin hết. Nissan ha. Bên hông ở đây. Rồi, con này kiểu dáng vuông mặt tròn đó. Em thích kiểu bản thép chốt này. Xe 40 đứng luôn là 47.5 mỏng 11. Nói chung anh em xem video hoài biết mấy con này độ mới ok, kính zin không xước mẻ, dạng báo quá lông mèo ha. Dây con này em khuyến cáo tay 17 như em thôi, 17 như em đổ lại thôi nha. 17 đeo thoải mái luôn, đeo hở tên tay 17 chắc không. Em tay 15 16 đeo mấy vòng rồi được hết nha, kẹn nó không có dài ha. Trắng chả tia. Rồi con này bữa em bán nhiêu ta? 750. Con này em sale cho nhà giá luôn. Con này 650 nha. Hết giá rồi. 650k mã B85 ha. B85 nha. Thì hàng sale rồi, cái nhà lưu ý nha. Trả giá thì em sẽ không bán nữa đâu. Để anh em mình đỡ mất thời gian thôi. Từ thứ bảy lên không có hàng sale vui cho nhà thôi chứ. Không được thì bán combo được nha. Con này cho anh em thích quân đội nè. Con này mặc cọc số dao quang. Cọc số dao quang. Chạy kim rốn ha. Kim rốn gốc 4 giờ nữa. Là vô tối càng sáng. Mặc đen bao công. Bản quân đội nha. Bên hông ở đây. Này kiểu điểm nhắn đó, chứ không phải là bị gì nha. Điểm nhắn, tạo điểm nhắn nha. Rất độc luôn. Này bản thương hiệu kỷ niệm như 1470. Điểm nhắn bên đây cái này. Nó núm nè. Gốc 2 giờ rất độc ha. Bản dây dù quân đội khóa zin dập hiệu luôn, dây của nó mặt ngoài còn đẹp, mặt trong thì do nay bong cái lớp da đen thôi chứ thế này không bị gì hết nha, bình thường đó, đeo thoải mái đó. Nói chung còn đeo bền chán đáy sấy, vẫn là hình anh thủ dân thôi. Thương hiệu Daiso ha. Rồi con này xây to anh em, tay to đeo thoải mái, tự dây là dây bản dây dù rồi, xây 49 49.7 như gần 50 rồi. Mỏng 12 ly à. Càng 59 ha. Chạy kim rốn, cọc số có dạ quang nha, em tách tách đèn nha. Đó, dạ quang sáng. Rồi con này em bữa là 980k nha. Rồi, em sale này cho nhà giá luôn ha. Rồi, con này em bán nhà giá là 880k. 880 mã C51 nha. C51 ha, ai kết chụp hình trên Zalo cho em. Đó là bản quân đội á. Con này thương hiệu của Senco nè, này chắc lắm. Này anh em mà có định mua con đồng hồ mà ba kim hai lịch đeo á, bản thép chốt này đúng. Này đúng nồi đồng có đá nha. Đèn của nó nhìn nè, mới không? Bên hông đây. Ừ, hàng sale phải cũ nha, hàng sale kiểu hàng cũng đang bán bình thường nhưng mà thứ bảy sale thôi. Núm zin. Sale để lên lô mới thôi nha. Đáy sấy ha. Tự bên em bán lô nha, bán lô phải hết lô rồi lên lô mới thôi chứ còn cứ để gì lên lô mới tồn lại vậy. 42 nè. Càng luôn là 46 mỏng 11 ly 3 ha. Còn em mua lẻ thì anh em bán thì anh em kiềm giá thôi, còn em bán lô thì cứ hết lô tính lô thôi nha. Lô lời lỗ thôi. Tính lời nè. Mặt của nó nha. Mặt thiết kế cũng độc. Rồi con này thì 42 nha.
mỏng 46 ha. Này bữa làm bán 950 nha, 950 em sale cho nhà luôn, này mới lắm. Này đẹp. Dây thì 10 này dây 19 được. 18.5 đeo thoải mái luôn ha. Về khóa zin dập hiệu. Sperrin là của Senco á, nó thuộc chạy máy Senco luôn mà. Hai lịch gốc 3 giờ. Đầm tay lắm nha. Rồi, 950 ha, sale nhà giá này là 8 800 800 luôn nha. 800k mã C31 ha. 31. Ai kết chụp hình tin Zalo cho em. Rồi, em lên cho nhà một con thương hiệu Elgin USA Mỹ, con này kiểu dòng lạ lạ nè. Có bảo vệ nè, bảo vệ kính á. Cọc số học trò, cái cọc số có dạ quang chứ, số thẳng. Số thẳng có dạ quang. Thì thường 6 kim một cốt, lịch ngày, lịch thứ, lịch 24 giờ. Đầy đủ cái lịch á, lịch ngày thứ đầy đủ nha. Mặt đen bao công, bản thép mới lắm này. USA Mỹ nè. Này dòng cũng tha lặng nha, nấm cổ chai nè. Đáy sấy nè. Chống nước 200 m. Này dây còn dài luôn. Tính ra nó mỏng á. Anh em tay vừa thôi, tay như 16 đổ lại, tự tay 17 nè. 16 đổ lại đeo mấy dòng này hợp ha. Dây còn dài, dây này tới 18, 18 năm. Rồi xe ngang của nó là 36 ha. Nếu mà đo rè cho nhà dễ anh dùng 38 là càng luôn, 41 mỏng 106 mặt đen ha. Này bữa 750 sale nha, 650 luôn. 6 kim nha, 6 kim 650 ha, mã T72 650 nè, T72 nha. Ai kết chụp hình trên Zalo cho em. Chung con này qua mới á. Rồi con này mặt trắng nè. Đó, anh em thích mặt trắng mặt đen vậy. Cũng được ngày được thứ ha. 24 giờ chỉ ngày đêm. Cọc số có dạ quang. Dây khóa bản thép độ mới, hai con ngang ngửa nhau. Của ra Mỹ nha. 200 m, chống nước 200 m, thông số nè. 200 m nước, vẫn là nấm cổ chai thôi. Kính còn kính zin không sức mẻ còn đẹp, dẫn bóng có lông mèo bản thép đúc đó. Rồi cũng là xây 36 đó nha, 36.5 41 mỏng là 9 ly. Con này cũng vậy nha, 650 luôn, 650k luôn nha, nhận là mã T60 ha. Này, kết chụp hình trên Zalo cho em, lên nhanh luôn nha. Con này nha, con Swatch chuẩn thị sĩ nha. Con này được cái là lịch thượng nha, lịch nè, lịch gốc 12 giờ, cái lịch thượng bản thép. Mấy dòng này không có hàng nhái đâu, nó là chuẩn thị sĩ hết nhà. Đây xem kênh em nhiều biết rồi, bán mấy dòng này. Cái này tới bữa giờ chưa có gắn lại, cái gì em lắp lắp lại ha. Nó bị tụt cái này nè. Thì chút em lắp lại hết cho. Swatch nấm dập hiệu này. Mặt sau đây. Swatch mát, nắp này mở cái thay pin ha. Cái độ mới ok, mặt đen bao công. Xây 37 nha, dây này còn dài. Dành được tới 18, 18 năm. Anh em thích sưu tầm độc lạ, lịch thượng cũng lạ lắm nha. Kiểu phong thủy á, anh em thích dạng phong thủy. Xe ngang của nó 37 ha. Càng đứng luôn là 42.7 mỏng. 10.9 nha. Bữa bán 650 em sale thị sĩ, sale 500, ý 600 thôi nha. Chứ đâu thị sĩ đâu sale nhiều. Mấy dòng này tự bỏ vô bán thôi, chứ mấy dòng này bán 650 cũng bình thường nha. Tự mấy dòng thị sĩ mà giá cũng bình dân rồi. Rồi một con Valentino nha, con này mặt xanh được cái cọc số dạ quang sáng lắm. Anh em hàm mặt xanh chốt này bản thép luôn. Đó, lịch gốc 3 giờ nó cũng thuộc dòng thợ lặn, nấm cổ chai nè. Đáy vặn nè. Valentino thương hiệu của Ý, Italy Ý, máy Nhật, dây khóa nè. Bản thép đúc á. Này lên tay chắc lắm. Rồi anh em thích dây này tới 19 luôn nha, 18, 8.5 thoải mái luôn. Mặt của nó rợn sóng. Cọc số dạ quang ha, số thẳng dạ quang bên hông này. Còn phay xước. Rồi con này thì em có lên rồi, lên nhanh luôn. Xe ngang 40 xe quốc dân ha. Càng 46 mỏng. 105, kính zin không sức mẻ. Kính lồi xíu, dạng báo có lông mèo ha. Bữa rồi, con này em bán cho nhà giá 680 nha, 680k luôn. 680 vẫn là mã C1. Số nè, 680 mã C1 số đẹp ha. Ai kết chụp hình trên Zalo cho em. Thì con xe to mà dòng thợ lặn mặt xanh vậy là giá gì quá ok nha, quá hợp lý nha. Rồi một con này nha, em sale mạnh con này luôn đi. Con này kiểu màu đen kén tay anh em hỏi. Kén tay thì có dạ quang vậy thôi.
6 kim một lịch gốc 4 giờ ha. Con này thì độ mới ok. Con này tầm hơn 85 chậm nha, mới. Nó dính bụi nè, nhìn dây con đẹp. Khóa nè. Này dính bụi ra lao. Nissan ha, thương hiệu Mỹ, máy máy Nhật bên hông ở đây. Đấm zin dập hiệu mặt sau đáy sấy. Con này thì 6 kim full chức năng hết nha. Có nhiều anh em hỏi full chức năng mới bán được ha. À, dây 18. Đang chạy ok, chuẩn lịch gốc 4 rưỡi, cọc số nó kiểu số nổi, nhìn như răng răng cá mập nha, số nổi ha. Rồi con này xe ngang của nó là 41.7, càng luôn 50 mỏng, 11 đi tư. Bữa con này bán 750 em sale cho nhà này luôn, sale mạnh này cho nhà, giá là rồi 650k hết giá nha, 6 kim 650k giá hời nha. Mã C68 ha. Anh em nào mà thích dòng 6 kim á, mà hạp với màu đen chốt cái này thì đúng hời đá, giá rẻ nha. Ai kết chụp hình trên Zalo cho em. Cả nhà mua 6 kim ngoài mấy cái hiệu cũng giá đó nha. 6 kim mà kiểu màu đen hoặc màu gì, màu thép nhưng cũng giá đó. Nó không có phân biệt màu nha. Nó ta bán kiểu cũng giá gì niêm yết gì. Con này thì dòng thợ lặn đi xây nè. Này kiểu bản nội địa nha. Chống nước 100 m nè. Tắm rửa đi mưa bơi cũng được, nó tự nó núm củ chai để sấy, nhưng mà hay si lưu ý là không bao nước nha. Đó, có da quang ha, núm nó củ chai nè, đáy vặn nè. Đó, bản thép đó nha, thép ha, thông số đủ, dây khóa nè, dây khóa dập hiệu của nó hết. Con này kiểu cái dán Rolex đó, dán mấy con Rolex ngày xưa nha. Này máy pin ha, mặt kính zin không sứt mẻ, có lông mèo không đáng kể nha, mặt của nó kiểu mặt xám 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 khói. Dây thoải mái, dây nó hơn 18. Con này bữa bán 650 nha, em đo sai nha, đo sai này chứ. Này xe ngang của nó là 30, đo đây đúng nha, 38 39 á. Con này xe đúng hay xe hiện tại nha, 39 rìa luôn, 40 là 7 nè, đứng luôn là 34 45 ha, mỏng 12 đi 5. Kính zin không sứt mẻ, dẫn báo có lông mèo ha, dây còn dài. Rồi, con này em bán cho nhà giá 500 luôn, bán sale con này cho nhà 500k, mã B 64 nha, 500k cả nhà. Có con máy Nhật mà dòng chống nước rồi nha, dán Rolex nữa, B 64 nha, bán sale luôn. Ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em luôn. Rồi một con Takeo Kikuchi bản pin nha, pin nhưng mà dán của nó là dán như mấy con cơ cổ vậy. Đó, cái tên là biết của nội địa Nhật rồi. Đúng cũng độc. Dây nha, như dây hạt gạo vậy, bản thép, thép đúc á. Khóa dập hiệu á. Mặt sau thông số đủ ha. Rồi con này kiểu cho anh em thích hoài cổ thôi. Chốt mấy này, nó như dán mấy con cơ vậy, xe 36. Đứng luôn 43.9 mỏng, 8 đi 9. Kính lồi ha. Kính lồi không sứt mẻ, kính đẹp dẫn báo quát lông mèo luôn nha. Bữa bán này 750 bán nha, nhà này bán nhà 6 650 đi, mở T12 nha, 650 mở T12. Ai kết chụp hình trên Zalo cho em, xe mạnh nha. Rồi con này nha, test note nè, con này anh em mua về tặng bố hoặc là ship hoặc người thân gần Tết nè. Test note là thương hiệu Thụy Sĩ ngày xưa, còn mắc dây ha, còn ba mắc dây luôn nha, có hộp nè. Con này máy Nhật này, hàng kiểu anh nhận cắt dây nó xài cho một hai lần thôi, dây của nó mới lắm, độ mới khỏi chơi, kính đẹp hết, mặt nó thiết kế như 3D nha, carbon 3D bên hông này, cho nhà xem mẫu này, chứ độ mới khỏi chơi rồi. Bản thép đúc đầm tay lắm, cái này đúng nồi đồng có đá chắc, mặt sau đáy sấy còn siêu sao chưa bóc. Con này kiểu nhiệt cắt dây cho vui thôi chứ ai đeo đồng hồ không mở siêu nha. Dây nè hiện tại đang 18, còn dư ba mắt cái hai mấy bình thường nha, nói chung dây nó còn đầy đủ á. Xe ngang 40 chẳng nè, đo rìa tới 42 nè, càng đây nè 48 8.7, mỏng 10.6. Rồi con này thì có hộp hay về quà tặng cho người thân này, đây đây bản thép. Nói chung mấy này thì nhận hàng, mình mua hàng xe mà nhận hàng, mua mấy này nhận hàng thì vừa ý liền nha, vừa mắt mình liền, tự nó mới á. Rồi con này bữa là 1.350.000 nha, em bán nhà chịu 250 ha, nó hàng có hộp nha, chịu 250 sale 100k đi. Này kết chụp hình trên Zalo cho em, mã C67 nha.
Rồi con này cũng vậy ha. Con này thì cũng có hộp gì nè. Có hộp. Con này thì mặt xanh quân đội. Con này chưa cắt mắt luôn, siêu chưa bóc luôn. Nhà đang mua con hàng mới. Mới hình như thường là Nhật là thường tụi em mua về nó sẽ là 35.000 yên nha, là 6 7 triệu Việt Nam mình á. Nhưng mà hàng si thì nói chung hàng si về về Việt Nam quá rẻ nha, so với con hàng mới. Nó là, cũng là bản của từ Nhật về nè. Việt Nam ở nhà muốn mua con ba kim đeo tầm bèo lắm phải 2,5 triệu vậy. Bên hông ở đây. Đó, anh em nào có ý định mua đồng hồ đeo cân nhắc mấy con hàng si mà mới kiểu gì nè. Giá rất là hời, hoặc là mua làm quà tặng được. Sinh nhật này nó cũng được. Nó khi mà cái nhà tặng cái gì người ta đâu biết cái nhà nó đồng hồ này xài rồi. Tận nó mới mà, núm cổ chai ha, núm cổ chai nè, vặn ở chỉnh giờ vặn cứng lại ha. Chống nước 100 m nè, đáy vặn nè. Con này thì cọc số có dạ quang. Như con Tết nãy cũng có dạ quang luôn nha, Tết nốt hộp. Rồi, xe ngang của nó 40 ha, xe này 40 nè. Càng luôn là 48.5 mỏng, 12 ly. Cũng vậy nha, xe mới lắm. 1 triệu 350, sale 1 triệu 250 đi. Sale cho nhà dễ chốt ha, thứ bảy sale vui. Đây, 1 triệu 250k nha, vẫn là mã C60 ha. 1 triệu 250, mã C60. Ai kết chụp hình những tên Zalo cho em, con này như có dạ quang. Như có dạ quang nha, em test luôn cho. Có nhiều anh em thích dạ quang á, test luôn khỏi test lợi ha. Có dạ quang sáng lắm. Con này chắc lắm nè. Này đeo thấy gì chứ, cái dáng nó là dáng vuông mặt tròn nha, dáng dịu, dáng cổ cổ hồi xưa á. Rồi một con này thương hiệu Forke là Thụy Sĩ nha, nhưng mà nó là máy Nhật. Sau này bán cho Nhật máy Nhật thôi. Thì con này lịch lịch thượng nè, lịch kiểu phong thủy á. Cái dưới đây là đồng hồ 24 giờ á, chỉ ngày đêm nha. Nó lịch quạt luôn nha, chạy kiểu thiết kế như cái quạt nha. Cọc số có dạ quang. Con này thì nó full vàng luôn, dáng vuông, dáng tăng. Cho anh em mà thích đeo vuông tăng mà tay to chốt mấy này. Đó, tay 17 đổ lên đeo mấy này đẹp nha, 17 đeo ôm 16, 16 đổ lên nha, tự nó còn còn ôm xíu mà. Dây thoải mái, dây con này dài, bản bản khóa bớm. Dây. Con này chắc lắm, anh em kiểu hộp màu vàng thích dáng vuông nó chốt cái này đeo đám tiệc cũng sang. Máy Nhật, máy của nó đẹp, máy máy của nó bữa như anh em nào có theo dõi kênh em biết cho xe máy, máy chắc lắm, máy Miyota. Mấy máy này thì cứ hết pin lắp pin xài thôi nha. Máy nó siêu bền, nó dính keo ha, mới gỡ ra đó. Còn mới lắm. Rồi con này đi xe ngang của nó nha. 32.8. Đứng luôn 45. Mỏng 10,9. Đó. Con này thì bữa bán là 1 triệu 2 triệu 250 mã T55 ha, em sale nha 1 triệu 150 đi. Mấy con này hàng mới nha nên sale sale nhiêu đó thôi nha, sale đúng giá thôi. Độ mới cao, với lại mấy này chỉ có một con hai con chứ không số lượng nhiều như vậy. Nó kiểu hàng si mà. Rồi em lên tiếp cho nhà con này nha. Con này hôm nay em sale một giá, một nữa là anh em không mua được con này nữa là em cũng thua luôn. Tự em cũng trả giá mà không bán nha. Giờ em bán cái giá mà trả luôn ha. Đây sầu nữa, con này mới thì khỏi bàn rồi. Con em mà hay sưu tầm đồng hồ á, chốt con này như bán giải vía luôn. Cái này là kiểu nó thiết kế màu đồng chứ không phải là nó vỏ bằng đồng ha. Thương hiệu của Ý, máy Nhật lịch gốc 3 giờ. Con này kiểu cổ điển thôi, dây của thiết kế cũng màu cổ điển, dây mới á, chứ không phải cũ gì nha. Hàng chưa lên tay. Rồi xe ngang đó, máy Nhật nha. 43.7. Càng luôn là 50 đi, mỏng thì 11 ly. Này đeo Tết là ok rồi, kính cũng đẹp như nha, đang mua cái hàng mới. Này em lên đồ kiểu bụi bụi chốt này đúng luôn, cho nó hợp hợp màu luôn nha. Nè, con này em bán cho nhà giá một cái 1.780k luôn nha, bán kiểu như bán xả này lỗ nặng. 780 nha, mã C87. Bữa anh trai kia trả 800 không bán luôn, giờ bán 780 luôn. Ai kết chụp hình tin Zalo cho em luôn. Bán hàng xây mà, đồng hồ xây phải bột bán vậy nha. Rồi, con cách nốt này là bản full đá. Ý phối đá chứ. Này hai bên 5 viên nha. Đá xanh mít kính sapphire. Mấy dòng mà đeo sang à, kiểu nam nữ dùng chung, dáng vuông dáng tăng. Dây này tới 18 18 năm luôn. Lịch gốc 6 giờ kiểu lịch lịch lọc nha. Ghi xanh mít kính sapphire này. Này độ mới cao lắm. Thấy gì chứ mấy này lên tay nó sang lắm nha, kiểu nó đá phong thủy nữa. Mấy anh mà thích kiểu phong thủy đá nữa, đeo đồng hồ nữa ha.
Siêu sao chưa bốc mà bắt bốn ốc. Rồi xe ngang của nó nè. 27. Càng 38 là mỏng. 6 đi 2. Mấy này kiểu đám tiệc đeo vô. Rất bền, siêu bền. Chứ mấy này mà đeo đi làm nước nôi thì thôi cũng thua nha. Nó có nhiều anh em cứ hỏi là này về đeo đi làm nhúng nước này là được không? Nó là của bền tại người đấy nha. Tự cái hàng đá tại vì mà đi đeo đi làm công trình này là thua rồi. Mấy này đeo đi đám tiệc thôi nha, tùy theo cái đồng hồ mình đeo nha, đeo cho đúng cái trường hợp ha. Hôm nay bữa 1.150.000 nha, em sale cho nhà giá 1.050.000 luôn đó. 1.050.000 mã T1. Nhưng mấy hàng này ta sang cũng chết, tự nhiên đeo đi làm hồ nữa cũng bó tay. Làm hồ hoặc là làm công trình này đó, mình đeo những con mà dạng nồi đồng có đá chống nước nha, nó sẽ bền. Rồi con này nha, này kiểu bản dây dây quần zin á, phối dây quần zin này, độ mới cũng cao lắm. Dây khóa zin á, dây còn xịn lắm, đây còn đeo chán luôn. Thương hiệu Daiso, thương hiệu của Ý, Daiso. Thì hàng Daiso nó chuyên gia làm đồng hồ to á, cho những anh em mà thích đeo to, anh em nào thích đeo to, dây dây da nữa, dây phối dây quần màu quần jean là chốt này, quần bò này đó, nó lên tay quẩy nè. Anh em tay 16 đổ lên đi, tử này càng nó không có dài đâu, 16 được hết à. Có nên nhiều anh em tay nhỏ mà thích đeo to này, kiểu ngầu á. Cái này màu kiểu màu chì nha, màu xám chì, lịch thượng nha, lịch quạt luôn, cái lịch nó như cái quạt vậy. Thì mình coi lịch theo cái mũi tên này nè, nay ngày 19 chỉ thẳng. Con này như dạ quang này, độ mới cao nha, kính lồi độ mới cao, núm đó nè. Quay cho nhà xem thấy biết hàng si mà cái nhìn nó chất liệu như vậy là quá đẹp. Rồi con này xe ngang đó ha, 46.6, đứng luôn là 48 mỏng 11 ly. Rồi con này em bữa làm bán 1.000.000 nha, con này em bán cho nhà giá là sale con này nha, rồi 900 luôn nha, vẫn là mã C 86 ha, 900k mã C 86 nha. Con này thấy gì chắc lắm, với là độ mới cao, cái vỏ cái nhà thấy nè, kiểu tĩnh điện á, tĩnh điện mới còn đẹp nha. Rồi con này nha, con Elgin không, con đúng rồi, con này Elgin thương hiệu Mỹ, kiểu bản thủy quân lục chiến vậy nè, nền xay núm cổ chai đáy xoáy nè, bản titanium nè, có cái chiếc tàu chống nước 200 m dòng này nha, 200 m nước, nó ghi 200 m. Bản titanium thép máy bay siêu nhẹ ha, dây thoải mái luôn. Con này kiểu như hàng trưng bày ít lên tay thôi nha, kính cũng đẹp lắm. Thì anh em thích kiểu dòng vừa kim vừa tử hai mái chốt này, này kiểu nồi đồng có đá rồi, anh em dị ứng với bản thép inox mồ hôi muối nè. Xe ngang của nó 41.7 nha, đứng luôn là 44 mỏng nè. 11 trên đây chỉ giờ nè, đây ngày tháng thứ nè, nhiều chức năng lắm, có báo thức bấm giờ thể thao điểm ngược đầy đủ hết à. Con này bữa bán 680 ha, sale cho nhà con này. Rồi con này em sale nha 580k, chưa từng có giá này luôn nha, anh em không mua thì em vô combo này ha. Chung con này cũng nằm chỗ em lâu, tự nó mới á, em không biết sao mắc duyên sao nha, không biết mà độ mới nó cao lắm. Rồi 580k mà A67 không, thôi là vô combo thôi. Combo bán cho anh em mà kiểu người ta mua về bán lại nha, có này có kia nè ha. Rồi em lên tiếp cho nhà, con này thì nó là pin năng lượng nha, pin năng lượng này thì dành cho mấy chị nữ nè. Con này như bán cục pin nha, giá trị cục pin á, cục pin của nó là phải 400-500 ngàn mới mua được ha. Con này pin 920, cục pin này cả nhà mua như tiền cục pin mà ở nhà xài con này thì mấy năm chứ xin nhê. Mình cứ suy nghĩ được vậy là mình mua được con đồng hồ hàng si mà siêu rẻ nha, xài bền nữa. Này thì bền lắm, nam nữ dùng chung được dòng này, kiểu nam tay nhỏ ha, mua cho mấy bé đeo đi học được, siêu bền. Xe của nó là 34 nè, đứng nó 38 mỏng 107, chạy nhiều múi giờ thế giới, giờ thể thao, báo thức này các kiểu. Nó dòng mua cho ban quay cấp tơ mà như mua cho ban 6 vậy đó. Đèn này sáng lắm. À, con này 350 mã T63 nha, bán cục pin đó. Rồi con này là dòng Ruanet mặt đỏ nè, con này dòng 300 m lận, 300 m nước. Anh em mà hay sưu tầm dòng thợ lặn á, chưa có bản này, chốt này, thương hiệu Paris Pháp, máy Nhật mặt đỏ lịch gốc 3 giờ, nó chạy tới 4 kim rồi nha,
Cái kim này là chỉ giờ 24 giờ này. Dây khóa nè. Độ mới ok lắm. Con này nè. Mấy cái này kiểu bản là lạ nha. Thương hiệu Paris Pháp. Đáy sấy ha. Chống nước 300 m mình tắm rửa đi mưa được. Xe ngang của nó này là 39.4 nha. Đo rìa tới 41.8. Càng luôn là 46 mỏng 11 ly. Bữa nay bán 800, sale nha 750 ha. 750k nha. Dễ đây luôn, 750 ha, ghi vậy cho nhà biết rồi. Có gì chụp hình nhắn tin Zalo cho em, 750 mã B 51 nha. Hết giấy rồi. Rồi, em sẵn cái con này nha. Con này mặt vàng, này cũng vậy luôn, này độ mới vậy đó, mà này mới hơn. Mặt vàng ha. Dây hai con dây 18 hết, 18 đeo thoải mái hết. Dây này 18 năm trên tay. Cọc số dạ quang hết, là hai con ha, giống nhau hết. Rồi, con này xây cũng 395 ha. Sau đây. Chống nước 300 m luôn. Rồi con này em bán nhà giá 8 800 đi nha, 800k đi. 800k mã B 49 ha. 800k B 49 mã ai kết chụp hình tin Zalo cho em mặt vàng ha. Giá này anh em sưu tầm được rồi. Con này dây em test dây tay cho nhà xem. Dây 18 năm luôn. Chung hai con dây dài á. Con này là con Daiso nha, Daiso. Đúng rồi, Daiso. Thương hiệu Ý á, con này máy thủy luôn á, máy thủy sĩ nè. Này như mới về nha, con này mới về, dáng vuông, dáng tăng, mặt tròn. Dây của nó 18. À, dây con này 18 đeo vừa, khuyến cáo 17 năm thôi, 17.5 đổ lại nè. Tay 17 đeo hở ngón nè. Dán vuông dán tăng độ mới cao, con này chạy máy thụy sĩ kim rốn ha. Rồi đem ta sai nữa cho, xe ngang của nó luôn là 48, càng luôn là 53.8 mỏng 14 đi 5. Này em bán bớt nhà 100k đây, này kiểu hàng mới về nha, nó em thích thì chốt. Này mẫu này cũng lâu lâu mới có nha, nhiều anh em thích dán vuông mà bản to cái này đúng. Con này thì em bán hoài, con này thì dòng Nissan 300 m nước, con này chắc lắm. Mặt da quang luôn ha, dây dây con này 18 đeo ok rồi. Dây này 18 vừa nha. 17 đeo hở, ngón rửa 18 đeo thoải mái từ cái dòng to nó hở. 18 ha, lên tay 17. Lịch lọc gấp 6 giờ nha. Chắc tay lắm, anh em kiểu thích đeo to hầm hố chốt này. Nó thì dạ quang khuôn mặt đây, dạ quang đó. Thợ anh em sưu tầm nhiều nha, dòng 300 m nước núm cổ chai hết, 6 kim hoạt động ok hết, độ mới rồi. Rồi bữa đó bán 1 250 bớt trăm thôi nha, giảm trăm sale xuống trăm C69 nha. Rồi thì em sale như đó, đó nha, thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha, còn nếu tin tưởng em á chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi xin chào nhà nha.